Xin chào các bạn. Biên giới Trung Quốc và Nga từng tạo nên một thời kỳ lịch sử vô cùng ồn ào trong thời gian cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Mãi tới sau này, nó mới được giải quyết. Nhưng nói rằng giải quyết cụ thể thì không hẳn. Vì tại đây vẫn còn một hòn đảo mà một nửa nằm ở nước này, nửa còn lại nằm ở phía bên kia. Tức là một hòn đảo ở đây nằm ở cả hai lãnh thổ Trung Quốc và Nga. Ngày hôm nay, hãy cùng với kênh thông tin Đó Đây tìm hiểu về hòn đảo đặc biệt này. Hòn đảo mà chúng ta đang nói tới là đảo Bolshoi Ussuriski, theo tên gọi của phía Nga, một cái tên rất dài và phức tạp. Với phía Trung Quốc, tên gọi của nó cũng đặc biệt, đó là đảo Hắc Hà Tử. Về mặt địa lý mà nói, đây là hòn đảo tạo thành từ trầm tích, nằm ở nơi hợp lưu giữa hai sông Ussuri và Amur. Đảo có diện tích khá lớn, từ 327 đến khoảng 350 km2 tùy theo mực nước sông. Mà trong khu vực sông Amur và Ussuri này, có không ít đảo khác cùng với các cù lao nhỏ. Tuy nhiên, không đảo nào lớn như Hắc Hà Tử. Trong tiếng Trung Quốc, Hắc Hà Tử cũng có thể chỉ là hòn đảo lớn nhất hay chỉ cả nhóm đảo. Chúng ta sẽ tạm thống nhất gọi là Hắc Hà Tử, vì dẫu sao tên gọi này cũng dễ nhớ và thuận lợi hơn để đọc. Đảo Hắc Hà Tử nằm ở khu vực biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Vì thế, đây là một vị trí chiến lược rất quan trọng. Một thời, biên giới Trung Quốc và Nga là khu vực cực kỳ nóng. Khu vực này đã xảy ra nhiều giao tranh và kéo dài nhiều năm. Hắc Hà Tử chỉ là một trong số những hòn đảo tranh chấp ở khu vực lãnh thổ giữa hai nước. Đây chỉ là hòn đảo trên sông thôi, nhưng có diện tích lớn và vai trò vô cùng quan trọng. Mãi tới tận sau này, vấn đề biên giới giữa hai bên mới được giải quyết dần dần. Cho đến năm 2004, đảo Hắc Hà Tử là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nga. Hồng quân Liên Xô đã chiếm đảo Hắc Hà Tử cùng đảo Ngân Long sau xung đột Trung Xô vào năm 1929. Song phía Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền. Chính quyền Liên Xô quy thuộc các hòn đảo về vùng Khabarovsk, còn Trung Quốc coi chúng thuộc huyện Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang, là phần cực đông của Trung Quốc. Năm 2004, Trung Quốc và Nga đã ký kết thỏa thuận biên giới phần phía đông. Theo đó, Nga đồng ý trao trả Ngân Long và khoảng một nửa đảo Hắc Hà Tử cho Trung Quốc. Khoảng 170 km2 của đảo Hắc Hà Tử được chuyển cho phía Trung Quốc. Phần còn lại vẫn thuộc quyền quản lý của Nga. Đổi lại, Trung Quốc đồng ý từ bỏ tất cả tuyên bố chủ quyền đối với phần còn lại của đảo Hắc Hà Tử do Nga nắm giữ. Năm 2005, Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận. Đến năm 2008, một thỏa thuận được Ngoại trưởng hai nước ký kết tại Bắc Kinh, đánh dấu việc phân giới cắm mốc trên thực địa đã kết thúc. Theo thỏa thuận, Nga chuyển khoảng 174 km2 cho Trung Quốc. Việc chuyển giao diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2008. Vùng chuyển giao cho Trung Quốc phần lớn là không có người ở. Như vậy có thể thấy, đến tận năm 2008, đảo Hắc Hà Tử mới được phân định rõ ràng. Sau khi được chia nửa, đảo Hắc Hà Tử trải qua quá trình phát triển khác nhau. Ở giữa thì đương nhiên vẫn là đường biên giới, nhưng hai bên thì đã có sự khác biệt về mặt đầu tư. Về phía Trung Quốc, họ lập tức đầu tư phát triển nửa phía tây hòn đảo thành một khu dự trữ tự nhiên. Khu vực của Trung Quốc có tên là thị trấn Phu Yuyan, là nơi sinh sống của khoảng 30.000 người. Mỗi năm, khu vực này thu hút một lượng lớn khách du lịch tới thăm, lên tới khoảng 600.000 người. Mà cứ qua năm này đến năm khác, lượng khách cứ thế tăng lên. Đương nhiên chủ yếu là khách Trung Quốc, còn khách Nga phía bên kia chỉ có con số hạn chế mà thôi. Khách du lịch tới đây có thể thăm thú nhiều thứ, ví dụ như những công trình quân sự cũ của Nga hay cột mốc biên giới đối với nước Nga. Ở đây có khá nhiều nguồn đầu tư nước ngoài. Trung Quốc đã cho xây dựng nhiều hạng mục ở Hắc Hà Tử như khách sạn, khu mua sắm, vân vân. Họ đầu tư tới hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ cho nửa hòn đảo này. Tất nhiên, việc đầu tư xây dựng nhiều cho đảo cũng bị hạn chế, vì dẫu gì đây cũng là một đảo biên giới, vẫn có những rào cản nhất định. Nhưng bộ mặt đảo bên phía Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Người Trung Quốc không chỉ xây dựng nửa hòn đảo để phát triển du lịch, mà còn sản xuất hàng hóa để bán cho phía Nga. Đảo này rất gần với thành phố Khabarovsk, một trong những thành phố lớn ở viễn đông nước Nga, nên sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao thương phát triển. Những dự án khác như tàu hỏa, cầu đường cũng đã mọc lên. Đã có cây cầu nối liền từ Trung Quốc ra tới đảo. Nhưng ưu tiên lớn của Trung Quốc vẫn là bảo tồn tự nhiên cho hòn đảo, bởi đây là khu vực bảo tồn rất quan trọng ở biên giới của cả hai nước. 75% diện tích của hòn đảo vẫn được giữ gìn cho bảo tồn, chỉ phần còn lại mới được khai thác cho các hoạt động du lịch và xây dựng.
ở phía Nga thì không được sôi động như thế. Vốn dĩ khu vực viễn đông của Nga không phải chỗ nào cũng đông đúc. Nơi đây có một cộng đồng sinh sống, nhưng dân số chỉ khoảng hơn 100 mà thôi. Mà cuộc sống ở đây không hề thuận lợi, vì họ phải sống trong những ngôi nhà có phần siêu vẹo, những ngôi nhà được làm không quá kiên cố. Cách phổ biến nhất để tới đây từ phía Nga là đi phà. Mỗi ngày chỉ có 3 chuyến phà thôi. Không phải lúc nào phà cũng hoạt động trong cả tuần, mà là trừ ngày thứ 2 và ngày thứ 5. Phải đến năm 2013, một cây cầu mới được xây dựng để nối đất liền ra đảo. Nhưng tới đảo rồi, chuyện đi lại cũng không dễ dàng vì không có những con đường kiên cố. Vào mùa hè và mùa thu, nhiều trận mưa xối xả khiến khu vực này vô cùng lầy lội. Thậm chí lũ lụt cũng thường xuyên xảy ra. Vào mùa đông thì mặt nước đôi khi lại đóng băng, đất đá trơn trượt nên di chuyển cũng rất khó khăn. Giữa hai quốc gia thực ra cũng có những tính toán để gia tăng sự hợp tác, nhưng rồi những vấn đề khác nhau vẫn ngăn cản điều đó lại. Truyền thông Trung Quốc từng coi đảo này là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Nga cũng đã hứa sẽ đầu tư một khoản không nhỏ vào đây, đâu đó hơn nửa tỷ đô la Mỹ. Nhưng thực tế là họ không thể tìm được những nhà đầu tư. Nga thậm chí từng có ý tưởng đầu tư khu nghỉ dưỡng cho du thuyền tới đây. Nhưng rồi các kế hoạch đưa ra cũng đều không thể thực hiện được. Lý do rất đơn giản thôi, đó là không có nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm đổ tiền vào đây cả. Thành ra phần phía Nga vẫn cứ cô quạnh như vậy. Nhu cầu phía Nga khác hẳn phía Trung Quốc. Dù đã đề ra nhiều kế hoạch, nhưng phần phía Nga chưa thể nào thực hiện được. Có những vấn đề liên quan đến biên giới, có những vấn đề liên quan đến hiệu quả đầu tư. Thành ra họ không thể tìm được giải pháp. Cuối cùng, chỉ có dự án mở khu dự trữ thiên nhiên là được thông qua mà thôi. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp cho tình hình phía bên Nga trở nên khá hơn. Cuối cùng, điều đặc biệt mà người ta biết về hòn đảo này vẫn chỉ là việc hòn đảo nằm trên hai quốc gia Nga và Trung Quốc, mỗi bên được một nửa. Nhưng rồi hai nửa này đã phát triển không đều nhau qua các năm, đặc biệt là từ khi nó được chia ra. Hy vọng qua video ngày hôm nay, các bạn đã biết thêm về hòn đảo Hắc Hà Tử, hay phía Nga gọi là Bolshoi Ussuriski. Hòn đảo là một trong những khu vực biên giới đặc biệt nhất giữa Nga và Trung Quốc khi nằm ở trên cả hai lãnh thổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.